Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã kênh trở lại kênh YouTube của bên em. Thì thưa các bạn, thì trong cái video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm với dòng phân tần 5 đường tiếng, bao gồm 2 bát 20 hoặc 25 nha các bạn. Thì ở đây theo yêu cầu của các bạn là 2 bát 20, nhưng mà mình làm 2 con bát 25 nhé. Thì nó cũng cho chất âm tương tự các bạn nhé. Một con chung 12 và hai con chép. Đó, tổng ở đây là 5 đường tiếng, thực ra nó là 3 đường tiếng mở rộng như các bạn. Và sau một tuần mình đã nghiên cứu về cái mạch này để cho ra cái giải đáp tuyến đẹp nhất, cân bằng 3 giải, thì hôm nay mình đã hoàn thành và mình khá là ưng ý nhé. Và mình muốn chia sẻ luôn cái điều này đến cho các bạn, các bạn có thể tự làm. Mình sẽ có sơ đồ toàn bộ của cái mạch này cũng như thông số chi tiết mà mình đã làm ra cái mạch này. Đó. Thì bây giờ trước tiên mời các bạn cùng nghe cái chất lượng âm thanh, cái chất âm của nó nhé. Đó. Chất âm của nó để mình sẽ test cho các bạn một cái bản nhạc có lời nhé. Mình sẽ test cho các bạn một cái bản nhạc không lời nhé. Thì vừa rồi mình có test cho các bạn cái một một vài những cái đoạn nhạc đó, để các bạn cùng nghe nhé. Mình sẽ test một cái bản nhạc bolero nhé. Rồi chiều nay lá khô rơi đây, có người nhìn buồn đây, gom nhớ thương. Ok các bạn, thì vừa rồi mình có test một số các đoạn nhạc đó. Và đây là toàn bộ cái phần mạch. Thì ra đây là cái phần mà mình đang làm trên cái sản phẩm của cái dòng tụ dòng 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 hàng cũng trung bình thôi các bạn nhé. Đó, nó là dòng tụ vàng. Đó. Thì thông thường thì là mình sẽ có một cái phiên bản các cái dòng tụ và trở nó cao cấp hơn nha các bạn. Nhưng mà đây là theo yêu cầu làm tiết kiệm. Tiết kiệm. Tuy nhiên thì nghe nó vẫn rất là ok nha các bạn. Thì ở đây mình có một con cuộn cảm. Con cuộn cảm này là 1 mili Henry nha các bạn. Và lõi và cái dây đồng này là 1.2. Ở đây là một con tụ 6.8 đó, để nó dập mát thông qua cái bộ này. Và con này thì mình sẽ đánh cho dòng hai con bát 20 nhé. Đó. Tiếp theo là đến cái phần mạch chung. Mạch loa chung ở đây mình sử dụng một con tụ 8.2, mình mắc nối tiếp với cả một con cuộn cảm. Con cuộn cảm này có chỉ số là 0.36 mH các bạn nhé, 0.36. Đấy thì là xong cái phần mạch chung. Đến cái phần mạch loa chép thì mạch loa chép ở đây nó bao gồm một con tụ 2.2, mình sẽ nối với cả một con trở xứ 22 ohm và một con cuộn xeo cảm này cũng là 0.36 mH nha các bạn. Đây là toàn bộ cái phần mạch. Ok nha các bạn. Và khi mà mình làm thành công cái mạch thì mình thấy rất là cảm thấy rất là vui và thích thú đúng không ạ? Và chia sẻ với các bạn để các bạn nào có nhu cầu về cái dòng tự làm cái dòng này tại nhà các bạn nhé, thì mình có thể hoàn toàn làm được. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, các bạn nhìn đây có thể thực hiện được luôn rồi đúng không ạ? Đó.
Thì cái tụ này, tụ 6.8 này thì các bạn biết rồi, nó sẽ có tác dụng là dập mát các bạn nhé. Toàn bộ cái phần mà đối với cái dòng loa bass ấy, thì nó sẽ ở đây vì nó sẽ có 5 đường tiếng, thực chất nó là ba giải các bạn nhé. Cái thằng này là loa chung, thằng này là phần loa chép, từ là bass chung chép đúng không ạ? Thì nó sẽ là ba giải, thì nó sẽ cần có một cái cộng hưởng, có nghĩa rằng là ba cái giải âm nó phải trộn vào nhau, và khi nó cộng hưởng thì cái giải âm thanh của nó được cân bằng và nó sẽ chạy từ đầu đến cuối, nó không bị gập ghềnh như các bạn. Đấy, âm thanh như vậy thì nó sẽ rất là ok đúng không ạ? Thì đối với cái thằng tụ loa chung ấy, cái thằng loa chung ấy thì bình thường là các bạn sẽ thấy là mình hay dùng một con tụ 6.8 hoặc 8.2 đấy, và có một cuộn cảm song song hoặc là một con trở đúng không ạ? Nhưng mà ở đây mình đã thử lắp một con trở xứ, một con trở song song rồi, nhưng mà nó không cải thiện điều gì cả, mà nhiều mà nó lại làm cho cái chất âm nó bị chát đi nha các bạn. Cho nên là trong cái mạch này thì mình đã không sử dụng con trở xứ đó nữa, và cái cuộn cảm mắc song song với còn thằng tụ 8.2 này của thằng loa chung ấy, nó cũng không phù hợp ở trong cái phần mạch này nha các bạn. Đó, đối với phần mạch ba đường tiếng, với một mạch ba đường tiếng thông thường thì có thể cái việc mà các bạn thấy rằng là một cuộn cảm xeo cảm nó mắc song song là phù hợp. Tuy nhiên trong cái mạch này, khi mắc vào cuộn cảm này nó vào thì cái phần âm của nó sẽ bị chói ở một số điểm và một số các cái điểm cao, và nó sẽ làm cho cái âm thanh nó không được nghe vào tai, nó không được êm dịu nhé. Rồi, cho nên mình đã tối ưu để cái mạch này nó trở nên là êm dịu và ngọt ngào nhất nha các bạn. Đấy, thì tiếp theo đến cái mạch loa chép nhé. Thì mạch loa chép ở đây thì mình sử dụng con tụ 6.2 à 2.2, con trở xứ này và con cuộn cảm này là đều mắc song song nha các bạn. Mắc song song thì như các bạn đã biết rằng đối với cái dòng loa chép ấy, thì khi mà âm thanh nó qua đấy, nó cấp trực tiếp vào đây, thì khi mà qua tụ nó sẽ lọc toàn bộ cái phần âm chung và âm trầm quay, nó không cho qua. Tuy nhiên là trên thực tế thì với những cái dòng tụ dù xịn đến đâu cho nữa thì khi nó lọc xong thì nó sẽ vẫn còn cái tải tần âm thanh phía sau, nó vẫn được gập ghềnh và nó vẫn còn âm bát đó các bạn nhé, âm bát và âm chung. Thì khi đó mình sẽ sử dụng những cuộn cảm xeo cảm như thế này, thì với những cuộn xeo cảm như thế này thì nó sẽ bẫy cái âm chung lọt qua đây và nó đi xuống mát đó, nó sẽ làm cho cái âm thanh đi qua tụ này trở nên trong trẻo và ngọt ngào đúng không ạ? Còn cái thằng trợ xứ này ấy, 20W 22 ohm này của nó sẽ có tác dụng là tiêu những cái dòng khi mà âm thanh nó chạy qua đúng không? Chạy qua thì nó sẽ đem theo dòng, và cái thằng trợ xứ này của nó sẽ chạy xuống đường mát nha các bạn. Toàn bộ cái phần mà dòng điện cao nó sẽ chạy qua đây, thì con trở này nó sẽ nóng lên khi mà nó tiêu dòng nha các bạn. Tuy nhiên thì với như ở đây là một cái mạch là bao gồm hai con loa chép giấy các bạn nhé, hai con loa chép giấy, thì cái công suất của những dòng loa chép này thì nó không có nhiều. Đấy, tuy nhiên cho nên 20W này là đã rất là ok rồi. Đó, thì còn đối với những cái dòng chép lớn hơn thì mình có thể sử dụng 50W, thậm chí lên đến 100W nha các bạn. Đó, thì đấy là cái toàn bộ cái phần nguyên lý hoạt động của nó, và nó sẽ ba cái giải nó sẽ trộn vào nhau. Đấy, chất âm thì các bạn vừa nghe xong rồi, thì sau đây mình sẽ gửi cho các bạn cái sơ đồ của cái thằng này để các bạn cùng xem nhé. Để tránh mất thời gian, mình đã vẽ sẵn cái thằng này rồi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là ở cái thằng loa bát của nó sẽ có một cuộn cảm mắc nối tiếp, và cái cuộn con tụ này nó sẽ mắc song song với con loa bát nha các bạn. Ở đây đây nó sẽ là con loa bát này. Đấy. Con này là con loa chung nha các bạn, và con này là chép này. Đó, chép. Thì đấy là phần loa bát. Phần loa chung là sẽ bao gồm một con tụ C2 nối tiếp với cả một con cuộn cảm L2 để đi ra thằng loa chung đúng không ạ? Phần này là nối mát. Đến cái phần loa chép, một con tụ 2.2 mình sẽ nối tiếp với cả song song với cuộn cảm và một con trở 22W nha các bạn. Đó. Cái phần loa chép ở đây thì hai con loa chép này mình sẽ mắc nối tiếp nha các bạn. Nối tiếp là gì? Tức là có nghĩa là cực âm của thằng loa chép nhất đối với cực dương thằng loa chép thứ hai, và cực âm của thằng thứ hai là gì? Và ra mát các bạn, gọi là ra cực âm đấy. Trong kỹ thuật thì gọi là mát, bình thường thì nó sẽ có dây âm dây dương, và dây âm dây dương. Và đây là cái trị số của nó nha các bạn. Cái L1 này nó sẽ có trị số từ 0,92 cho đến 1 mili-henry. Thằng C1 là thằng 6.8 đây, thằng C2 là 8.2 nha các bạn. Đấy, 8.2. Thằng L2 là 0,36, thằng C3 là 2.2, L3 0,36 và R của nó là 20W, 22 ohm.
hoặc là 50W 22 ôm cũng được các bạn nhé. Cái thằng trở này thì mình đã thử những con ví dụ như 20 đến 25 đấy, thậm chí là 30W 30 ôm, thì cái việc mà nó ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh không không có nhiều nha các bạn, thì cái trở này thì bạn có thể thay đổi cũng không sao đấy. Đó, thế còn nó chép thì nối tiếp các bạn nhé. Đấy, thì đây trên mạch đây mình cũng sẽ cho các bạn thấy, đây là phần cuộn cảm này, con này là con tụ dập mát này, con này là con tụ của loa chung này. Hai cuộn cảm này cho chỉ số bằng nhau đấy nhé, con chỉ số bằng nhau và 0,36 này, con trở này và đây con tụ, nó tất cả các bạn thấy không, nó tạo nên một cái mạch 5 đường tiếng rất là ok. Đó thì các bạn có thể làm đúng như thế này các bạn nhé. Mình cam kết với các bạn là với cái mạch này là một cái mạch mà mình căn chỉnh rất là khá là kỹ và mất rất là nhiều thời gian để mình làm. Đấy. Bây giờ mời các bạn cùng nghe lại cái chất âm của nó nhé. Ok các bạn nhé, thì vừa rồi mình đã trình bày toàn bộ cái nội dung trong cái video này, đó là một con phân tần ở 5 đường tiếng, 2 bát, 1 chung và 2 chép nha các bạn. Thì mình cũng chia sẻ tất cả những thứ rồi, không giấu một tí gì luôn. Đó, để cho các bạn đam mê về câu chuyện DIY mình có thể tự làm việc này nhé. Mình có thời gian thì mình làm các bạn nhé. Còn đâu thì các bạn có thể, nếu như bác nào không tự làm thì có thể là order bên mình. Đó, các bạn thấy không? Thì thực ra là cái câu chuyện về DIY nó cũng không có cái gì là ghê gớm cả, nó cũng rất là bình thường thôi. Nó cũng mình cũng không phải là tự nghiên cứu tự phát minh ra cái này các bạn nhé, không có, tất cả những thứ này là đều dựa trên những cái nền tảng đã có sẵn. Mình cũng đi học từ những người khác, trong sách vở và trong những cái mạch có sẵn từ các nhà máy, từ các hãng mà ra cả các bạn. Không có gì hết trong cái chuyện đấy, và đương nhiên là nó cũng có những câu chuyện về kỹ thuật mình sẽ phải hiểu biết một chút, đúng không ạ? Thì có những bác thì nói rằng là thôi tự DIY, tự làm như này thì việc gì về mua, mất một đống tiền, đúng không ạ? Thì tuy nhiên là để mà làm được ra những cái mạch như này thì cái công sức và cái sự sai sót và cái kinh nghiệm nó phải trả giá, nhưng cũng là cái được nha các bạn. Còn nếu như các bạn thực sự rất là đam mê thì mình làm, còn nếu không thì nói thật làm nó cũng sẽ rất mất thời gian, và làm thực sự là nó cũng sẽ rất là tốn kém. Nếu các bạn tự làm một cái mạch và tự nghiên cứu tự làm, mình khẳng định nó sẽ rất là tốn kém, bởi vì để làm cái này mình đã phải thử rất là nhiều. Đấy, thì đương nhiên là những thứ mình có thì có những cái thì tận dụng được, có những cái cũng phải bỏ đi, mất rất là nhiều công sức và tiền bạc nữa, đúng không ạ? Thay vì thế các bạn, những thời gian như vậy thì có rất là nhiều các ngành nghề khác nhau, khi các bạn đang làm, khi một giờ mức lương của các bạn một giờ có thể một vài trăm ngàn cũng có, đúng không ạ? Mà làm cái này mất cả buổi luôn. Thì tuy nhiên thì khi mà mình đã có cái phần sơ đồ của mình đây rồi, mình đã làm sẵn ở đây rồi, thì các bạn sẽ rút ngắn rất là nhiều nhé. Các bạn có thể mua tất cả những thứ này về ráp và cũng thể mất thời gian rất là ngắn, mình đã có thể sử dụng cũng được. Đấy, ok, thì mình tin rằng là cái video này nó cũng sẽ hữu ích đến một ai đó, một vài người đó quan tâm những dòng sản phẩm như thế này. Còn đâu bác nào mà có nhu cầu về cái thằng dòng sản phẩm này, cần làm những cái mạch như thế này và ở cái mức độ bình dân hoặc cao cấp hơn, thì có thể order bên mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.